một quần thể tâm linh có diện tích lớn nhất thế giới tại Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp như chốn Bồng Lai. Gắn liền với nhiều truyền thuyết ly kỳ và hấp dẫn. Trân trọng giới thiệu đến quý vị video hành trình đi du thuyền trên hồ Tam Chúc và tìm hiểu về truyền thuyết và lịch sử hình thành chùa Tam Chúc, Hà Nam. Chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh Xây Dịch TV. Hiện giờ tôi đang có mặt tại chùa Tam Chúc thuộc tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. Đây hiện được xem là quần thể tâm linh có diện tích lớn nhất trên thế giới, được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm trong vài năm gần đây. Ngoài rất nhiều các công trình kiến trúc đạt kỷ lục với quy mô khổng lồ, thì điều mà gây ấn tượng đối với du khách khi đến đây đó chính là hành trình đi du thuyền trên hồ Tam Chúc, có cảnh đẹp được ví von như Vịnh Hạ Long trên cảng. Đây là lần thứ hai tôi đến với chùa Tam Chúc sau chuyến hành trình du xuân vào năm ngoái. Lần trước tôi chọn đi xe điện để trung chuyển vào chùa. Còn ngày hôm nay tôi chọn đi du thuyền và sẽ quay lại toàn cảnh hành trình đi du thuyền cho quý vị cùng xem nhé. Trước mặt quý vị đây là một tòa nhà bề thế có kiến trúc 3 tầng, mang tên Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Ở mặt phía trước là vị trí của phòng bán vé, còn mặt phía sau là vị trí của bến du thuyền. Giá vé du thuyền đã được áp dụng là 200.000 đồng đối với người lớn và tổng thời gian di chuyển trên hồ để đến với chùa Tam Chúc là khoảng 50 phút. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 12 tháng 12 dương lịch năm 2020. Đây cũng là thời điểm bắt đầu lập đông của miền Bắc Việt Nam. Nhiệt độ trung bình ở các tỉnh đồng bằng dao động từ 15 đến 25 độ C. Còn với các tỉnh miền núi thì dao động từ 5 đến 15 độ C. Đôi lúc có kèm theo sương mù và mưa phùn. Như quý vị có thể nhìn thấy thì sáng ngày hôm nay trời sương mù khá dày, mưa nhẹ nhẹ làm cho cảnh vật nơi đây trông cứ mờ mờ, ảo ảo, trông rất giống như chốn Bồng Lai. Du thuyền tại đây được thiết kế 2 tầng, chất liệu là bằng gỗ, nhìn rất sạch sẽ và sang trọng. Vị trí của tầng 2 hay còn gọi là bon tàu là nơi lý tưởng cho du khách ngồi ngắm cảnh, quay phim và chụp ảnh. Việc ngồi du thuyền đi trên hồ nước để ngắm các đảo đá và những dãy núi đá vôi xung quanh tạo cảm giác giống y như hành trình đi du thuyền trên Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh vậy. Nếu như không tìm hiểu kỹ thì đa số du khách khi đến đây đều cho rằng chùa Tam Chúc là một ngôi chùa được xây dựng mới hoàn toàn và không có giá trị gì về mặt lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, theo tôi đi tìm hiểu thì ngôi chùa Tam Chúc này được xây dựng trên nền của một ngôi chùa cổ có niên đại cách ngày nay hơn 1.000 năm, gắn liền với một truyền thuyết hết sức huyền bí. Theo sử sách thì chùa Tam Chúc cổ được xây dựng từ thời nhà Đinh, gắn liền với một truyền thuyết tiền lục nhạc hậu thất tinh, nghĩa là phía trước chùa là hồ Lục Nhạc, còn phía sau là núi Thất Tinh. Theo đúng thế phong thủy, minh đường tụ thủy, hậu đường tựa sơn. Truyền thuyết kể lại rằng thì ngày xưa, vùng đất này rừng núi chập trùng. Trên dãy núi có 99 ngọn nằm ở phía tây nam hướng về chùa Hương Hà Tây. Trong đó có 7 ngọn núi gần làng Tam Chúc. Trước đây thì trên 7 ngọn núi này đều xuất hiện những đốm sáng lớn tựa như 7 ngôi sao sáng suốt đêm ngày. Ánh sáng lung linh từ trên cao rọi xuống một vùng rộng lớn, dân làng gọi đó là núi Thất Tinh, nghĩa là 7 ngôi sao. Trên núi có một ngôi chùa cổ kính cũng mang tên của ngọn núi là chùa Thất Tinh. Rồi một ngày nọ có người đã đến núi Thất Tinh này đục đẽo hòng lấy đi 7 ngôi sao sáng nhất. Họ chất củi thành đống lớn và đốt. Lửa cháy nhiều ngày khiến cho 4 ngôi sao sáng nhất bị mờ dần. Và cuối cùng chỉ còn lại 3 ngôi sao không tắt. Vì thế chùa Thất Tinh sau này
đã được đổi tên thành chùa Ba Sao. Và thị trấn Ba Sao ngày nay cũng được lấy từ tên gọi của tích ấy. Trước mặt chùa là hồ Tam Trúc, còn gọi là hồ Lục Nhạc, với 6 quả núi nổi lên giữa lòng hồ. Tương truyền đây là 6 quả chuông của nhà trời đưa xuống. Hồ Tam Trúc này có diện tích rộng lớn khoảng 600 hecta và được xem là một trong những hồ nước lớn nhất của Việt Nam. Xung quanh và trong lòng hồ có nhiều ngọn núi đá vôi với nhiều hình thù kỳ thú. Dưới đáy hồ có rất nhiều loài động thực vật thiên nhiên đã sinh sống. Nhìn chung cảnh sắc nơi đây không khác gì Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Trước mặt quý vị đây là một hòn đảo nhỏ nằm nổi lên ở giữa hồ Tam Trúc. Bên trên có đình làng Tam Trúc cổ. Trong hành trình đi du thuyền đến với chùa Tam Trúc, du thuyền sẽ cập vào hòn đảo này để du khách ghé vào tìm hiểu thêm về lịch sử của làng Tam Trúc xưa. Theo tôi đi tìm hiểu thì đình làng Tam Trúc xưa nằm ở ven hồ Tam Trúc. Trước đây có khoảng 50 hộ gia đình sinh sống. Kể từ khi Tam Trúc được quy hoạch để khai thác du lịch tâm linh thì tất cả người dân ở đây được di dời về thị trấn Ba Sao. Còn đình Tam Trúc cũng được trùng tu và nâng cấp. Đình làng Tam Trúc mang đậm kiến trúc của đình làng Bắc Bộ. Phía trước là 4 cây trụ đá uy nghi. Tiếp theo là bức bình phong lớn bằng đá xanh được chạm khắc rất tinh vi. Còn ngôi đình thì được làm bằng gỗ, lợp mái ngói, trông rất bề thế. Khi đến với đình làng Tam Trúc thì du khách sẽ vô cùng bất ngờ và thắc mắc trước những hiện vật đang được trưng bày ở ngay phía trước sân đình. Đây là những hiện vật được trục vớt ở dưới lòng hồ Tam Trúc trong quá trình nạo vét lòng hồ. Và theo các nhà nghiên cứu thì niên đại của các hiện vật này đạt được hơn 1.000 năm tuổi. Có thể đây là những di tích của chùa Tam Trúc cổ. Đây là một cột gỗ lim, có thể được sử dụng làm cột chùa. Còn kế bên là xà đá với nhiều họa tiết hoa văn. Còn trước màn ảnh đây là các trụ đá mà người xưa dùng làm chân cột chùa. Bên trên có khắc nhiều hoa văn thuộc thời nhà Đinh. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với tôi tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi đình làng Tam Trúc để tham quan thêm. Theo sử sách ghi nhận lại, thì đình làng Tam Trúc ngoài thờ thần Thành Hoàng Làng, còn thờ vua Đinh Tiên Hoàng Đế, hoàng hậu Dương Thị Nguyệt và thần Linh Lang Bạch Mã. Chuyện xưa kể rằng, khi Đinh Bộ Lĩnh khởi nghiệp dẹp loạn 12 sứ quân, ông đã đến vùng Kim Bảng ngày nay chiêu mộ binh mã, quyên góp lương thảo. Ngài đã được vị hào trưởng ở Kim Bảng này có tên là Dương Đỉnh giúp đỡ và sau đó có gả người con gái tên là Dương Thị Nguyệt cho Đinh Bộ Lĩnh. Sau khi Đinh Tiên Hoàng băng hà, bà đã trở về vùng đất Kim Bảng này để sống đến cuối đời. Ngoài ra thì trong sự kiện đó, nhà vua cũng đã tới đền thần Linh Lang Bạch Mã nằm ở phía đông thành Đại La để cầu khấn thần phù hộ. Sau khi thắng lợi lên ngôi hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng lệnh cho dân Kim Bảng lập đền thờ thần Bạch Mã ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi tham quan xong ngôi đình làng Tam Trúc, giờ đây cổng tam quan chùa Tam Trúc bắt đầu hiện ra. Vậy là hành trình du thuyền trên hồ Tam Trúc cũng sắp kết thúc. Và từ vị trí cổng tam quan này, du khách sẽ bắt đầu leo núi để tham quan hàng loạt các công trình kỷ lục tại đây. Chẳng hạn như là vườn cột đá kinh, điện Quán Thế Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế. Và cuối cùng ở vị trí cao và xa nhất, đó chính là chùa Ngọc. Tất cả đều có trong video được mang tên Thuyết Minh Toàn Cảnh Chùa Tam Trúc Hà Nam, ngôi chùa lớn nhất thế giới, do kênh Xây Dịch TV đã xuất bản. Quý vị có thể tìm xem trong màn hình kết thúc hoặc trong phần mô tả của video này. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dịch TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.